Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trong thời gian qua đó thì cộng đồng chúng ta đã mất đi rất là nhiều người nổi tiếng ở trong cộng đồng này. Cộng đồng này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngày hôm qua thì Ngọc Lan lại nhận được tin một người nữa đã qua đời, đó là bà Madalena Lai. Mà người chúng ta thường hay gọi là cô Lai hay là bà Lai. Bà đặc biệt ở chỗ đó, nhắc đến bà là người ta nhớ đến cái hành trình thuyền tự do. Tức là vào năm 2000 thì bà được bên chính phủ Philippines tặng cho một cái chiếc thuyền. Chiếc thuyền này là cũng một số người đã dùng nó để đi vượt biên từ Khánh Hòa, Nha Trang sang đến Philippines vào tháng 5 năm 1981. Thì chính phủ Philippines đã tặng cho bà chiếc thuyền này và bà đã mang chiếc thuyền này đi qua 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như là qua Canada để mà triển lãm. Hành trình đó kéo dài suốt 15 năm. Thì bà nổi tiếng với lại cái chuyện hành trình thuyền tự do. Cái thứ hai nhắc đến bà Lai là người ta lại nhắc đến diễn hành Hoa Hồng vào năm 2002. Cho đến thời điểm này, mặc dù cộng đồng Việt Nam đã ở trên đất Hoa Kỳ hơn 40 năm, tức là 45 năm, nhưng mà chỉ có duy nhất một lần cho đến thời điểm này, đó là năm 2002, thì cộng đồng Việt Nam mới có sự xuất hiện một chiếc xe hoa trong diễn hành Hoa Hồng vào ngày 1 tháng 1. Cái người mang lại cái niềm hãnh diện đó cho cộng đồng Việt Nam chính là bà Lai. Và một cái sự chú ý của truyền thông lúc đó là bà là người đã bán cả căn nhà của mình để lấy tiền làm chiếc xe hoa đó. Bà làm chiếc xe hoa để cho cộng đồng Việt Nam được xuất hiện, nhưng bà không phải là người được đứng ở trên chiếc xe hoa đó. Đó cũng là một điều khá là đặc biệt. Thì bà qua đời vào 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 3 tháng 11, bị trụy tim. Tang lễ của bà thì dự trù sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng Giêng năm 2021 ngay tại Beef Family. Thì xin được gửi lời chia buồn đến gia đình của bà Madalena Lai, một người phụ nữ rất là đặc biệt, đã cống hiến hết tất cả những gì mình có được cho cộng đồng nơi đây. Và trước khi mà bà qua đời vài tháng đó, thì Ngọc Lan cũng đã có dịp đến để mà phỏng vấn bà, khi mà bà thể hiện cái ý nguyện rằng là bà muốn cống hiến hết những cái tài sản mà bà có, tức là từ cái chiếc thuyền tự do đó cho đến một cái ngôi chùa một cột mà bà đã có được từ năm 2000. Nguyên một cái mô hình chùa một cột. Nhưng mà đến bây giờ, trước khi bà qua đời, nó vẫn chưa được dựng lên. Tức là không có cái đất để mà dựng lên. Thì bà muốn trao tặng những cái đó, cũng như là cái chiếc xe thổ mộ mà bà đã được mang qua từ Việt Nam vào năm 2002 để mà tham dự ở trong cái diễn hành Hoa Hồng đó. Tất cả rất là nhiều, cũng như một số những cái trống đồng, những cái khiên. Bà muốn trao tặng lại cho cộng đồng của Lido Sài Gòn, bởi vì bà nghĩ rằng đó, những cái đó thì nên để cho nhiều người cùng xem. Nhưng mà đến khi mà bà qua đời, theo Ngọc Lan được biết, vẫn chưa có một cái tổ chức hay cá nhân nào đứng ra để mà lãnh cái trách nhiệm đó. Với cái yêu cầu của bà là cái này nó phải thuộc về cộng đồng, chứ không phải là thuộc về một cá nhân nào hết. Thì đó là những gì chúng ta cảm thấy là trân trọng cái sự đóng góp của bà Madalena Lai đối với lại cộng đồng Việt Nam tại đây. Khi Ngọc Lan nói về những người đã qua đời vì vấn đề bệnh COVID-19 hay là những cái gì mà liên quan tới vấn đề thời gian hiện tại vừa qua đó, thì thưa quý vị, chúng tôi được biết thêm đó là trong thời gian vừa qua, khi mà mình coi những cái tờ cáo phó, những cái bản cáo phó được đăng trên báo chí, thì thấy là có nhiều đám ma của những người đã mất đó, đã gọi là phải bị làm trong vòng tới từ 1 tuần tới 2 tuần sau đó, nhiều khi tới 3 tuần sau họ mới tổ chức. Thì mình cũng thắc mắc là ô, tại sao để lâu như vậy.
cũng có nhiều lý do lắm. Có nhiều người thì chờ cho họ hàng thân thuộc về đầy đủ, có người thì chờ cho đến cái gì đó, một cái lý do nào đó. Nhưng mà hiện tại giờ phút này đó, với cái số người bị coronavirus qua đời tăng cao kỷ lục ở tại quận Cam này nói riêng nha, là mỗi ngày là một con số kỷ lục mới. Ngày hôm nay nó lại cao hơn ngày hôm qua, và ngày mai nó sẽ cao hơn ngày hôm nay, cho nên con số này chưa ngừng lại. Một số nhà quan ở chung quanh chúng ta cư ngụ ở đây đã không còn chỗ và không còn cái giờ giấc để mà sắp xếp cho những đám ma nữa. Cho nên đó, có nhiều khi mình đọc những cái tờ cáo phó mình thấy wow, cái đám ma gì mà kéo dài cho tới 3 tuần sau mới bắt đầu làm. Là tại vì họ không có chỗ để làm đối với cái việc. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đọc báo thì chúng tôi thấy báo động ở quận Cam ngày hôm qua, con số người chết và vô nhà thương vì Covid-19 đã cao hơn ngày hôm trước, tức là lại một kỷ lục mới. Cứ như vậy hoài thì trong vòng 2 tuần nữa, khi mà những số người đã không nghe lời của các cơ quan y tế, các chuyên gia về y tế khoa học đó, nói rằng là đừng đi du lịch trong cái mùa lễ Christmas, New Year mà vẫn tiếp tục đi, thì khi họ trở về rồi tình trạng lây nhiễm nó sẽ như thế nào nữa. Trong vòng 2 tuần nữa con số này nó sẽ khác liền. Cho nên tôi suy nghĩ riêng đó, cái Tết Việt Nam năm nay chắc là không có cái hội chợ, chợ đêm hay là bán chợ hội chợ hoa ở phía trước cửa Phước Lộc Thọ. Là tại vì cái tình trạng này thì không có được cái chợ hoa đó. Ăn Tết năm nay chắc là nhà nào cũng ăn ở nhà đó, chứ không có tụ họp lại như hồi xưa nữa. Thì cái hình ảnh mình thấy là cứ mỗi ngày con số nó cao hơn ngày hôm trước, thì thấy không có một cái hy vọng gì. Ngày hôm nay chúng ta đã có vaccine rồi, chích ngừa cho Covid-19. Thì coi qua cái bản sơ đồ đó, thì coi những quận hạt nào họ đã chích như thế nào rồi. Riêng tại quận Cam có hơn 3 triệu người, thì quận Cam mới được chích cho có hơn 100.000 người mà thôi. Tức là con số khoảng chừng 2.5 cho tới 3%. Có một số nhà thương họ cho biết rằng là cái số thuốc họ có nó trong nhà thương nó có đầy đủ, nó có sẵn hết rồi. Nhưng mà vì thủ tục rồi giấy tờ rồi đi kiếm những cái người nào có những cái triệu chứng, hay là những người nào dễ bị tổn thương nhất để mà chích trước, hay là họ thuộc trong cái thành phần nào người được chích lần gọi là đợt 2 hay đợt đầu, nó còn nhiều cái thứ phải làm lắm. Cho nên họ nói rằng là có thuốc thì có sẵn, nhưng mà cái vấn đề là phải qua cái thủ tục trước cái đã, cho nên nó cứ chậm trễ. Cho nên mình thấy rằng là cái thuốc có thuốc chích ngừa có rồi mà số người vẫn bị cao, người chết cũng nhiều, người vô nhà thương cũng nhiều, là tại vì chưa tới cái linh lúc mà mình được kêu đi chích ngừa. Đã nói là chưa bao giờ các nhà quan mà đầy nghẹt những cái xác người như vậy, và không có chỗ để tổ chức đám tang giống như là anh Trường vừa mới nói. Và cái trường hợp bà Lài mà Ngọc Lan vừa mới nhắc đó, bà hiện đang sống ở Pomona, nhưng mà ngày hôm qua khi nói chuyện với chồng của cô thì cũng nói tang lễ muốn tổ chức ở vòng quanh gần nhà ở Pomona, nhưng mà đi khắp hết các nơi đó không có chỗ. Cho nên là may mắn là do cái quen biết như thế nào cho nên mới đưa được đến nhà hoàng Beef Family ngay vùng Lido Sài Gòn của mình. Mà từ mất ngày 3 Tây, nhưng mà sớm nhất á, có thể tổ chức được tang lễ là ngày 23 Tây. Thì đó là cái trường hợp mà mọi người phải giống như là mình phải để ý đến những cái vấn đề đó để biết cái gì nó đang diễn ra. Cũng liên quan đến tình hình Covid-19, nhưng mà không phải là những cái con số hay là bệnh hoạn, mà là một cái tin vui cho những người ở tuyến đầu. Thì ngày hôm qua Los Angeles County đã chấp thuận cho cái việc là tăng lương lên 5 đồng mỗi giờ cho những anh hùng tuyến đầu. Và họ xếp những anh hùng tuyến đầu này tức là những cái người mà bán ở trong các cái cửa hàng buôn bán tạp hóa nè, rồi những người ở các bán thuốc á, những cái đó, thì họ quyết định là tăng lương lên 5 đồng mỗi giờ từ đây cho đến khi nào mà cái vùng county đó Los Angeles County, cái mức độ mà lây nhiễm nó xuống được đến cái mức màu vàng thì lúc đó họ ngừng, chứ không phải là tăng luôn.
tức là tăng trong cái giai đoạn này thôi. Tương tự như vậy thì thành phố Long Beach cũng đang có cái nỗ lực là muốn tăng lên 4 đồng mỗi giờ cho những người tương tự như vậy, thì cũng trong thời gian có thể là 10 tuần hay là 12 tuần thì tùy theo, nhưng mà riêng đối với lại Los Angeles County thì ngày hôm qua là người ta đã chuẩn thuận cái này, thì đó là xin chúc mừng cho những người làm ở trong cái lĩnh vực này. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.